Xiaomi 13 Ultra vừa mới ra mắt thật rồi các bạn. Và đây này, cái này cũng là thật nhốt. Một chiếc điện thoại nhưng mà lại có gắn cả những cái phụ kiện bán tay cầm vào để thành một cái kiểu như kiểu là máy ảnh ấy. Ảo thật sự. Ok, video ngày hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn những thông tin mới nhất về Xiaomi Ultra vừa mới ra mắt khoảng vài phút trước. Nhưng mình sẽ cầm trên tay rất nhiều cái mẫu điện thoại này. Các bạn biết tại sao không ạ? Thì các bạn mà xem sự kiện ra mắt Xiaomi 13 Ultra thì các bạn cũng hiểu luôn rồi. Thiết kế của nó thật sự rất là giống với cả mẫu máy này ở mặt lưng nha. Tất nhiên là nếu mà các bạn muốn giống nữa thì mình sẽ phải lắp cái ốp của chiếc Oppo Find 6 Pro này vào. Lúc đó thì chúng ta sẽ có chất liệu giả da ở đây và nó cũng giống với cả những chất liệu mặt lưng của Xiaomi 13 Ultra luôn. Giống như truyền thống ở trên Xiaomi 12S Ultra thì cái chiếc 13 Ultra năm nay chúng ta sẽ có một mặt lưng được hoàn thiện dạng giả da và có những cái phần viền kim loại làm nhám rất rất đẹp. Ngoài ra ở phía giữa mặt lưng sẽ được làm gồ lên một đoạn ở cái phần cụm camera ấy để tạo nên một cái cảm giác nó vừa phẳng, nó vừa trơn tru nhưng mà khi nhìn từ phía ngang thì nó vẫn rất là góc cạnh. Và không biết các bạn nghĩ sao nhưng mà thật sự thì mình vẫn thấy cái thiết kế này nó không phải là quá ấn tượng với mình các bạn ạ. Mình vẫn thấy là 12S Ultra sẽ có thiết kế đẹp hơn khi mà các bạn sẽ có một cái cụm kính nhám ở sau lưng, sau đó thì các bạn ốp một cái phần camera hình tròn lên thì trông nó kiểu sẽ rất là hay ho và công nghệ. Còn cái form thiết kế này của Xiaomi 13 Ultra thì nó lại giống một thứ khác. Các bạn có biết là cái gì không? Đây đây đây. Nó giống cái này các bạn ạ. Đây để mình tháo nó ra rồi các bạn sẽ hiểu nha. Lắp cái nắp lens vào này. Và đó, thì cái cách thiết kế này của Xiaomi 13 Ultra ấy, nó sẽ mang hơi hướng của một chiếc máy ảnh Leica. Và khi các bạn cầm ngang thì nó sẽ khá là giống việc các bạn cầm một cái chiếc máy ảnh của Leica đúng không? Nhưng mà đặc biệt nhất ấy, là mình thấy họ thậm chí giới thiệu cả một cái bộ combo là có một cái báng các bạn đẩy vào cái phần lưng của điện thoại ấy. Mình nghĩ là cái báng này sẽ kết nối cả với cổng USB Type-C hoặc là có một cái giao thức kết nối nào đó. Và lúc đó thì các bạn sẽ cầm điện thoại với một phần gồ lên rất là chắc tay, giống như kiểu là các bạn cầm một cái máy ảnh nhỏ gọn kiểu như thế này. Và trên cái báng này thì sẽ có một cái cò chụp ảnh, các bạn bấm nhẹ thì nó lấy nét và bấm mạnh tách một cái thì nó chụp ảnh, rất là giống với cảm giác các bạn chụp ảnh ở trên máy ảnh chuyên nghiệp hay ở đây lấy ví dụ là máy ảnh Leica. Ngoài ra thì sẽ có một cái vòng zoom ở bên dưới để các bạn đẩy thì là zoom ra hay là zoom vào. Ở cái cụm camera ấy, thì họ cũng sẽ có một cái phần gọi là vòng bảo vệ nhô lên. Và cái vòng này thì sẽ có những cái gioăng để các bạn có thể lắp cả những cái filter với phi là 67mm vào mặt lưng ở đây. Thì cái phiên bản này nó lại cũng khá là hay. Nó không đến mức là các bạn có thể lắp những cái lens máy ảnh như thế này vào. Các bạn không thể lắp được đâu. Nhưng các bạn có thể lắp thêm các filter màu vào hay là filter theo kiểu là ND filter giúp giảm độ sáng xuyên qua ống kính. Thì khi mà các bạn quay video ở điều kiện bị thừa sáng ấy thì các bạn vẫn có thể giữ được cái tốc độ chập ở mức tương đối thấp và nó tạo ra những cái motion blur, những cái độ mờ trong chuyển động tương đối là giống phim. Cái này thì anh em nào quay phim là sẽ biết, các bạn đặc biệt sẽ cần những cái ND filter để quay phim ở điều kiện thừa sáng. Còn với chụp ảnh thì như mình thấy thêm những cái filter vào nó chưa có nhiều cái hữu hiệu lắm, có lẽ là chỉ để tăng tính bảo vệ là chủ yếu thôi, chứ còn những cái hiệu ứng filter các thứ các bạn làm ảo bây giờ nó còn xịn như thật, thậm chí là hơn cả thật luôn. Và đó có lẽ là cái điểm nhấn lớn nhất về mặt thiết kế của Xiaomi 13 Ultra thôi. Chứ còn phía trước các bạn vẫn sẽ có một cái màn hình với nốt ruồi chính giữa, cũng nhỏ nhắn xinh xắn, nó cũng giống kiểu Find 6 Pro Note. Nói sơ qua về mức giá đi. Năm nay mức giá của Xiaomi 13 Ultra thì nó nằm trong khoảng được dự đoán thôi, không quá là bất ngờ. Với phiên bản thấp nhất bắt đầu là từ 5.999 nhân dân tệ, khoảng 6.000 nhân dân tệ. Tính theo tỷ giá hiện tại mình tra nó là khoảng 20 triệu rưỡi. Cao hơn ở giữa là các bạn sẽ có phiên bản 16GB 512GB bộ nhớ trong với mức giá là 6.499 nhân dân tệ. Tính ra là khoảng 22 triệu. Và cao nhất thì các bạn sẽ có phiên bản là 16GB 1TB bộ nhớ trong và giá của nó là 7.299 nhân dân tệ, tức là tương đương khoảng 25 triệu đồng, 20 triệu rưỡi, 22 triệu và 25 triệu. Những cái sự lựa chọn cũng cách nhau không quá xa. Nhưng mà tất nhiên, mẫu máy này mới được ra mắt ở thị trường nội địa Trung Quốc thôi. Đây là giá mình tạm thời quy đổi, chứ khi nào mà về chính hãng Việt Nam thì sẽ về đấy. Tương lai gần thì lúc đó mình sẽ làm review máy chính hãng luôn cho các bạn nha. Hiện tại các bạn mà quan tâm tới Xiaomi chính hãng thì mình sẽ để một đường link ở dưới phần mô tả video để các bạn có thể tham khảo những cái mẫu smartphone tốt nhất của Xiaomi hiện tại ở Việt Nam mà có chính hãng, như kiểu là Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro là bộ máy mình đang cầm trên tay này. Tương lai khi nào mà Xiaomi 13 Ultra nó về chính hãng, liệu có về chính hãng hay không, hay là thông tin như thế nào, thì các bạn có thể tham khảo theo đường link này tại Di Động Việt. Hãy nói tiếp về cụm camera đi. Bởi vì như mình thấy sự kiện lần này, Xiaomi tập trung tới 30 phút ban đầu, hơn 30 phút chỉ để nói về cái cụm camera hợp tác với Leica này. Ở mặt lưng máy, sau cái cụm hình tròn này thì sẽ có 4 cái ống kính với cảm biến chính là Sony IMX989, kích thước là 1 inch, đã xuất hiện trên Oppo, đã xuất hiện trên Vivo, các bạn đều quen thuộc rồi. Xiaomi 13 Pro cũng đang dùng cái cảm biến chính này luôn, là cái camera chính to đùng ở dưới này này. 3
cảm biến còn lại thì sẽ lần lượt là ống kính góc siêu rộng 0.5x, ống kính tele 3.2x giống như một cái tiêu cự mà giống như cái Xiaomi 13 Pro nha, và một ống kính tiềm vọng periscope zoom là 5x thì đều dùng cảm biến là Sony IMX 858. Cảm biến này thì là thuộc thế hệ mới, cùng đời với cả Sony IMX 989. Xiaomi thì có bảo là họ lựa chọn cái combo này là để cho có hai cái cảm biến cùng một thế hệ thì sẽ có một cái tông màu, một cái cách xử lý và nó đồng bộ với nhau hơn, giúp các bạn có trải nghiệm zoom là tốt nhất. Tuy nhiên như mình thấy ấy, thì cái kích thước của Sony IMX 858 nó không phải là quá to, nó là khoảng 1:2.5 inch, tức là nó sẽ nhỏ hơn cái kích thước của Sony IMX 890 mà chúng ta đang thấy thường xuất hiện ở trên những cái mẫu flagship hiện tại, như kiểu đây này, Find 6 Pro dùng camera chính là 989 nhá, nhưng mà camera phụ của nó toàn bộ đều là 890. Thì ok, đây là một điều chúng ta cần làm rõ xem là liệu những gì Xiaomi nói có là sự thật hay không, và liệu khả năng xử lý ánh sáng, ngược sáng hay là thiếu sáng của nó có tốt hơn 890 ở trên những mẫu flagship khác đối thủ như thế này hay không. Đặc biệt là trong cái phần này thì Xiaomi có mời cả những chuyên gia của Leica, họ nói rất nhiều về việc là những cái lens của họ sử dụng ống kính 8P với 8 thành phần bên trong, rồi họ xử lý những cái màu sắc các thứ như thế nào, và đặc biệt họ còn so thẳng với cả iPhone 14 Pro Max, và cái bức ảnh hoa này họ còn so luôn với cả Find 6 Pro này, là cái mẫu máy trên tay mình này, là với sự hợp tác của Leica thì máy sẽ có khả năng xử lý ánh sáng là tốt hơn. Thông số quay video của mẫu máy này thì cũng khá là khủng. Các bạn sẽ có thể quay được video 8K 24fps, sẽ có những chế độ lock màu này hay là chụp ảnh RAW. Và đặc biệt nha, cái camera chính của nó ấy, thì cũng có khả năng thay đổi khẩu độ từ f1.9 cho tới f4. Cái này các bạn dùng Samsung từ ngày xưa chắc cũng không lạ nữa rồi. Gần đây nhất thì mình thấy Huawei P60 Pro cũng có khả năng thay đổi khẩu độ, thay đổi khá là nhiều mức ấy, không chỉ có 2 mức như là Samsung ngày xưa đâu. Mình đã lên video chia sẻ rồi. Và được một cái là Xiaomi thì không bao giờ ngại giấu giếm các thông số hay là khoe ra hay là so sánh với các hãng khác cả. Ví dụ như là cấu hình bên trong đi, Snapdragon 8 Gen 2, chúng ta quen rồi, những cái hệ thống tản nhiệt VC, tức là Vapor Chamber. Và để chứng minh cái độ hiệu quả của con chip này ấy, thì họ thậm chí là họ không test Genshin Impact, họ test luôn là quay video 4K 60fps với iPhone 14 Pro Max, với Oppo, với nhiều mẫu flagship khác. Và cái kết quả cho ra thì cái chiếc iPhone 14 Pro Max mặc dù là nó luôn luôn quay ổn định ở mức 60fps nhưng mà máy nóng lên rất là nhanh. Một số những mẫu máy khác như là Find 6 Pro này, để đảm bảo nhiệt năng của nó không quá cao thì máy tự động hạ cái FPS xuống, quay nó sẽ hơi giật. Thì riêng cái chiếc Xiaomi 13 Ultra này quay vừa mượt, giữ FPS ổn định mà nhiệt độ bên trong của nó lại cũng không nóng. Và họ có thêm một số những cái bài test khác như kiểu là lướt TikTok hay là vừa sử dụng vừa sạc nữa cơ. Rất là nhiều để chứng minh được đấy là máy nó có một hệ thống tản nhiệt tốt. Bộ nhớ trong của máy thì cũng sẽ đạt chuẩn là UFS 4.0. Và với những anh em nào mà chuyên về đam mê chụp ảnh mà luôn tự hỏi là tại sao Xiaomi camera xịn như thế, chụp ảnh nặng như thế, cổng đầu ra USB có 2.0 thì có file sao được, thì đấy, bây giờ các bạn cũng sẽ có một cổng USB Type-C với cái tốc độ chuẩn đầu ra là USB 3.2 nha. Ngoài ra, màn hình của máy sẽ có độ sáng cao nhất thế giới hiện tại, đó chính là 2600 nits pích lên. Đây sẽ là một màn hình AMOLED 68 tỷ màu, độ phân giải là Quad HD cộng, tức là 2K hơn ấy. Và đặc biệt, đây không phải là màn hình của Samsung, cũng không phải màn hình của BOE, nó là màn hình của TCL các bạn ạ. Đây là màn hình TCL Hoa Sinh C7. Ồ, lạ nha, và nó thì cũng là công nghệ màn hình LTPO, có tần số quét dao động từ khoảng 1 cho tới 120 Hz một cách thông minh. Cuối cùng là về pin và sạc thì máy sẽ có pin 5000 mAh, sạc nhanh 90W, cho khả năng sạc 50% trong 11 phút và 100% sạc đầy chỉ trong 34 phút. Hỗ trợ cả sạc không dây 50W nhưng mà tất nhiên sẽ là cái chuẩn riêng mà các bạn sẽ phải mua riêng rồi. Và đặc biệt nó có thêm một cái chế độ siêu tiết kiệm pin mà chúng ta gọi là hibernation, hoạt động lên tới là 60 phút chỉ với 1% pin. Ok, Xiaomi thì lúc nào cũng luôn luôn là vua thông số, khoe ra các kiểu rồi. Thì liệu tương lai nó sẽ ra sao? Các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là bấm chuông để không bỏ lỡ những video mà chúng mình sẽ có thể trên tay test rất sớm, cả phiên bản sách tay cho tới phiên bản chính hãng nếu có, mà nó sẽ có thôi mà.